Thưa quý vị, theo Cục Quản lý Đê Điều, tính đến 20 giờ ngày 12 tháng 9, bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất đã khiến 336 người thiệt mạng và mất tích tại các tỉnh phía Bắc. Lào Cai là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất với 179 người và mất tích, trong đó lũ quét sạt lở đất tại thôn Làng Nù là 106 người chết và mất tích. Yên Bái có 48 người chết và 2 người mất tích, Cao Bằng có 43 người chết và 9 người mất tích, Quảng Ninh có 15 người chết, Hải Phòng có 2 người chết, Hải Dương và Hà Nội mỗi nơi có 1 người chết, Hòa Bình có 7 người chết, Lạng Sơn có 3 người chết, Bắc Giang có 2 người chết, Tuyên Quang có 5 người chết, Hà Giang có 1 người chết và 1 người mất tích, Lai Châu có 1 người chết, Vĩnh Phúc có 2 người chết, Phú Thọ có 11 người chết và mất tích, trong đó 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, Sơn La có 1 người mất tích, Thái Nguyên có 2 người chết. Thưa quý vị, vụ sạt lở kinh hoàng ở Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đến thời điểm này đã có 45 người chết và 50 người mất tích. Ngoài ra còn có hàng chục nạn nhân vẫn đang phải điều trị tại các cơ sở y tế. Đau đớn về thể xác có thể chữa lành, nhưng nỗi đau về tinh thần còn đáng sợ hơn khi mà những người thân của họ đã xa đi mãi mãi. Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên là cơ sở y tế đầu tiên tiếp nhận những nạn nhân của vụ sạt lở kinh hoàng tại Làng Nù. Những người bị thương tích nặng đã được điều chuyển về các bệnh viện tuyến trên. Hiện nay còn hơn 10 người sức khỏe tương đối ổn định đang được điều trị. Cháu bây giờ thấy ăn được một miếng bánh mì, thì mút được một tí xíu thì chắc cũng hơi khỏe hơn một chút. Thế còn gia đình của nó là mất hết cả bà, cả bố mẹ, cả coi như là nhà nó là xóa sổ hết. Không chỉ đau đớn về thể xác, anh Hoàng Văn Nhâm còn đau đớn hơn về tinh thần khi trận lũ đã cướp đi cả ba đứa con và người vợ của anh. Hiểu được nỗi đau tinh thần của các nạn nhân, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bảo Yên đã lắng nghe và chia sẻ, thường xuyên động viên các nạn nhân để có kết quả điều trị tốt nhất. Tiên lượng bệnh nhân thì có một bệnh nhân này nặng nhất là bệnh nhân gãy cụ của xương cụ ngồi thôi. Nhưng hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, mà cái đã đều ổn định. Các cái công tác điều trị thì các bác sĩ là bệnh viện đã là tăng cường nỗ lực điều trị thì tối đa ở khu vực hồi sức cấp cứu cũng như tất cả các khoa phòng có bệnh nhân vào. Với tinh thần trách nhiệm và lòng tận tụy của đội ngũ y tế đã giúp các nạn nhân nguôi ngoai đi phần nào, không chỉ chữa bệnh mà còn mang lại niềm tin và hy vọng giúp người dân Làng Nù hướng tới cuộc sống mới tươi đẹp. Thưa quý vị, thông tin mới nhất vui nhất ở vùng lũ Làng Nù, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Trong số 49 nạn nhân đang mất tích tại đây, lực lượng chức năng vừa xác định được 8 người của hai hộ gia đình trở về an toàn. Câu chuyện này tựa như một phép màu bừng sáng thêm niềm hy vọng ở nơi đây. Hai gia đình may mắn trên được xác định là gia đình các ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân, họ hàng với nhà trưởng thôn Làng Nù. Dù được lực lượng chức năng tìm thấy đưa về làng, nhưng thời điểm hiện tại các hộ dân trên vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh sợ trước thảm cảnh do cơn lũ gây ra. Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại Làng Nù cũng thông tin có thể còn một số người xác định mất tích đang đi làm ăn xa, nên vẫn có hy vọng may mắn. Như vậy, tính đến 9 giờ sáng ngày 13 tháng 9, còn 41 người mất tích trong trận lũ quét kinh hoàng ở Làng Nù. Trước đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể. Sáng nay, 650 cán bộ chiến sĩ quân đội, công an cùng người dân tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ngày 12 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Bình vừa ban hành lệnh di dân. Theo đó, 8 xã huyện Nho Quan và 4 xã huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình thuộc vùng phân lũ xả lũ sẽ phải di dời hơn 30.000 dân trên 8.000 hộ trước khi vận hành tràn Lạc Hoài. Hiện mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đo được là 4,93m trên mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017. Theo quy định về quy trình xả tràn, khi lũ trên sông lên 4,9m sẽ thực hiện di dân. Hiện các địa phương đang tiến hành di dân theo quy định để bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân khi có tình huống xả tràn xảy ra. Các lực lượng của tỉnh và địa phương hai huyện Nho Quan, Gia Viễn đang tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ các dự báo về mưa lũ tiếp theo để sẵn sàng ứng phó theo các kịch bản đã được phê duyệt. Về phương án xả tràn khi lũ đạt đỉnh, Ninh Bình sẽ họp bàn và báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai và Thủ tướng trước khi xả tràn để ít thiệt hại nhất cho người dân. Các ngành, các đơn vị tiếp tục theo dõi mực nước lũ trên Hương Thi, tỉnh Hòa Bình,
và các yếu tố tác động liên quan đến lũ trên sông Hoàng Long để triển khai các phương án phù hợp với thực tế trên tinh thần chủ động, không chủ quan. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong và sau mưa lũ và ngập lụt. Bộ Y tế đề nghị các địa phương rà soát, bổ sung và chuẩn bị sẵn sàng các kế hoạch, phương án phòng chống dịch bệnh trong các tình huống thiên tai trên địa bàn phù hợp với thực tiễn, đồng thời rà soát, đánh giá nguy cơ về dịch bệnh tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ, nhất là vùng ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, thực hiện vệ sinh môi trường sau lũ và ngập lụt theo phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh môi trường đến đó, tổ chức thu gom xử lý xác động vật, tránh phát sinh các dịch bệnh truyền nhiễm, phun hóa chất diệt côn trùng truyền bệnh tại các khu vực có nguy cơ. Cùng với đó, các đơn vị cần bảo đảm công tác thường trực cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, liên tục trong và ngoài cơ sở y tế, sẵn sàng thu dung cấp cứu cho người bệnh và có phương án ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra tại các vùng bị mưa lũ và ngập lụt. Đảo Cát Bà là một trong những địa phương của thành phố Hải Phòng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do bão số 3. Đặc biệt, hơn 100 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh của quần đảo Cát Bà bị tàn phá, nhiều cơ sở bị mất trắng. Anh Nguyễn Mạnh Toàn, một hộ nuôi cá ở bến Cái Bèo tại đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng cho biết, trước khi cơn bão số 3 đổ bộ, việc tiêu thụ gặp khó khăn nên gia đình anh còn sản lượng khoảng từ 30 đến 40 tấn cá được nuôi tại các lồng bè trên vịnh Lan Hạ. Trước khi bão đổ bộ, gia đình anh Toàn cùng các hộ dân khác được tuyên truyền kịp thời những biện pháp ứng phó để hạn chế thiệt hại. Việc gia cố lồng bè chằng chống các căn chòi được thực hiện khẩn trương theo đúng hướng dẫn của cơ quan chức năng. Bè em là sản lượng tầm khoảng 3-40 tấn cá. Sau bão số 3 là thiệt hại riêng cá giò là hơn 1 tấn, cá song tầm khoảng 5-6 tạ. Và lượng cá gáy, cá vượt chết tầm 1 tấn. Mấy cá thất thoát thì chưa thống kê được hết, chắc là nhiều. Do cường độ cơn bão quá mạnh nên người dân bất lực nhìn nhiều lồng bè và cá bị cuốn ra biển. Trong số hơn 100 cơ sở nuôi cá lồng bè trên vịnh Cát Bà, gần như không còn chỗ nào nguyên vẹn. Có hộ mất tới 6 bè cá, có hộ lồng bè bị đứt dây chằng trôi dạt đi nơi khác, có hộ mới đóng xong một loạt bè gỗ, giờ cũng tan hoang. Là 22 năm thì chưa có cơn bão nào mà mức độ như thế này cả. À, tôi là có 20 con lồng. Đấy. Thì toàn bộ là cá sông. Đấy, nhưng mà nói chung là cái hôm mà bên biên phòng rồi thì bên huyện ủy là xuống đây, bên huyện đấy là xuống là động viên bà con lên bè thì nhà tôi bỏ bè lên bờ. Thì xuống thì nó đất mất 2 con lồng. Nói chung là nó mất khoảng 1 tấn hơn 1 tấn cá thịt, mấy khoảng 800 con cá giống thì nó rơi vào khoảng 4 năm lại. Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, thống kê sơ bộ trên toàn thành phố có 48 hectare nuôi trồng thiệt hại do bão số 3. Riêng khu vực Cát Bà gần như bị cô lập từ khi bão đổ bộ cho đến nay. Những thiệt hại về nuôi cá lồng bè ở Cát Bà chưa thể thống kê cụ thể do không thể liên lạc với chính quyền địa phương và các phòng ban liên quan. Hiện các lực lượng chức năng thành phố Hải Phòng đang khẩn trương cùng huyện Cát Hải khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên đảo Cát Bà.